Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dạy các em môn tự nhiên và xã hội ba sức cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 1, họ hàng nội ngoại. Giờ hôm nay mình sẽ hãy cùng nhau tìm hiểu về mối quan hệ họ hàng nội ngoại. Mình sẽ bày tỏ tình cảm, sự gắn bó của bạn Khang với họ hàng nội ngoại. Trước hết mình sẽ có câu hỏi đầu bài. Hãy kể tên những người họ hàng mà bạn biết, trong đó ai sẽ thuộc họ hàng bên nội, có nghĩa là bên bố, ai sẽ thuộc họ hàng bên mẹ, có nghĩa là bên ngoại nha. Như vậy mình sẽ kể tên những người họ hàng của mình mà mình biết nhé. Và những người nào sẽ thuộc họ hàng bên bố, có nghĩa là họ nội. Và ai sẽ thuộc họ hàng bên mẹ, có nghĩa là họ ngoại nhé. Như vậy câu này các em có thể trả lời như sao? Ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Thì các em sẽ kể đúng tên của những người họ hàng của mình, đúng không? Ở đây thầy chỉ cho ví dụ thôi. Những người họ hàng mà em biết, ví dụ như là bác hai, chú tư, khiếm tư, cậu hai, dượng hai, dì ba và dượng ba. Họ hàng bên bố thì chính là bác hai, chú tư và khiếm tư. Còn họ hàng bên mẹ chính là cậu hai, dượng hai, dì ba và dượng ba, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học phần 1, mối quan hệ họ hàng nội ngoại. Câu số 1, bạn An và bạn Lan đã cho xem ảnh của những ai? Giờ mình quan sát ảnh. Như vậy ở đây mình sẽ có bạn An bên đây. Thì bạn An này chỉ vào hình và nói là đây là ảnh ông bà nội chụp cùng với bố và chị gái của bố. Như vậy đây là bố của bạn An. Và đây là ông bà nội của bạn An. Đây là bố của bạn An và chị gái của bạn An. Còn hai bạn này, bạn Lan và bạn Qua. Bạn Lan chỉ vào hình này lại nói là đây là ảnh ông bà ngoại chụp cùng với mẹ và em trai của mẹ. Như đây là mẹ của bạn Lan và đây là em trai của mẹ bạn Lan. Đúng không? Như vậy là mình trả lời là mình sẽ trả lời câu số 1, số 2 như sau. Như vậy câu số 1 thì mình trả lời là bạn An đã cho xem ảnh của ông bà nội An chụp cùng với bố và chị gái của bố, bạn của bạn An. Còn bạn Lan đã cho xem ảnh của ông bà ngoại của Lan chụp cùng với mẹ và em trai của mẹ bạn Lan. Đúng không? Câu số 2, những người thuộc họ nội của bạn An sẽ gồm có ông bà nội và chị gái của bố. Những người thuộc họ ngoại của bạn Lan chính là ông bà ngoại và em trai của mẹ bạn Lan. Đúng không? Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp vào bài gì? Giờ tiếp theo. Như vậy các em sẽ ghi nhớ là ông bà sinh ra bố và các anh chị em ruột của bố cùng với các con của họ là những người khăn sẽ những người thuộc họ nội của mình. Còn ông bà sinh ra mẹ và các anh chị em ruột của mẹ cùng với các con của họ những người là những người thuộc họ ngoại. Như vậy ông bà sinh ra bố và các anh chị em ruột của bố cùng với các con của họ là những người thuộc họ nội. Còn ông bà sinh ra mẹ và các anh chị em ruột của mẹ cùng với con của họ sẽ thuộc họ ngoại. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi giới thiệu về một số người thuộc họ nội và họ ngoại của em nhé. Như vậy câu này các em trả lời như sau. Họ nội của em sẽ gồm có ông bà nội, anh chị em ruột của bố cùng với các con của họ. Còn họ ngoại của em sẽ gồm ông bà ngoại và anh chị em ruột của mẹ cùng với các con của họ nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi.
Em hãy nói về mối quan hệ giữa những người trong hình dưới đây. Ai là con trai, ai là con gái của ông bà? Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà? Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà? Giờ mình sẽ quan sát hình. Trong hình sẽ có ông bà, gia đình Lan ở bên trái. Đây, gia đình bạn Lan sẽ bên trái. Còn gia đình mẹ của bạn An sẽ là ở bên phải. Như vậy ở đây mình sẽ có ông bà. Như mình sẽ có là bố của bạn An đây. Bố của bạn An chính là con trai của ông bà. Đúng này. Con của mẹ của bạn Lan chính là con của ông bà. Mẹ của bạn An chính là con dâu của ông bà. Và bố của bạn Lan sẽ là con rể của ông bà. Bạn An sẽ là hậu duệ cháu nội. Và bạn Lan sẽ là cháu ngoại của ông bà. Đúng này. Giờ như là câu hỏi này, các em sẽ trả lời như sau. Bố của bạn An chính là con trai, mẹ của bạn Lan sẽ là con gái của ông bà. Mẹ của bạn An là con dâu và bố của bạn Lan sẽ là con rể của ông bà. An là sẽ là cháu nội và Lan sẽ là cháu ngoại của ông bà. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi nêu cách xưng hô của em với những người thuộc họ nội và họ ngoại. Giờ như là bạn này hỏi bạn này là bạn của bạn gọi chị của bố là gì? Như vậy ở đây câu hỏi này mình sẽ nêu cách xưng hô của em đối với những khu người thuộc họ nội họ ngoại nhé. Như vậy câu này các em có thể trả lời như sao? Chị gái của bố thì sẽ gọi là bác ở miền Bắc nhé. Chị gái của bố ở miền Bắc gọi là bác. Còn ở miền Trung và miền Nam thì gọi là cô. Đúng này. Như là câu này thì tất cả tùy theo các em ở vùng nào. Ví dụ các em ở miền Trung, miền Nam thì các em sẽ gọi là cô. Chị gái của bố gọi là cô. Em trai của bố gọi là... Anh trai của bố gọi là bác. Em trai của bố sẽ gọi là chú và em gái của bố gọi là cô. Anh trai của mẹ gọi là cậu. Em trai của mẹ. Anh trai của mẹ gọi là cậu mà em trai của mẹ cũng gọi là cậu. Chị gái của mẹ gọi là chị và em gái của mẹ cũng gọi là chị. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là cách xưng hô. Như vậy các em nhớ là cách xưng hô của một số người họ hàng có hệ sức có sự khác nhau giữa các vùng miền. Ví dụ như là chị gái của bố, nếu mà miền Trung miền Nam gọi là cô và ở miền Bắc gọi là bác nha. Đó là cách xưng hô của một số người họ hàng có sẽ có sự khác nhau ở giữa các vùng miền. Tùy theo ở các em ở vùng nào thì sẽ các em sẽ gọi cho đúng ở vùng đó. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi hoạt động dựa vào gợi ý dưới đây để vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh sơ đồ gia đình và họ hàng nội ngoại của em. Như vậy các em sẽ dựa vào sơ đồ này, các em sẽ làm một cái sơ đồ, có thể là vẽ cũng được, viết cũng được, hoặc là cắt dán ảnh cũng được được. Như mình sẽ có là giờ như là các em sẽ dựa vào sơ đồ này, các em sẽ phải làm sơ đồ tương ứng. Ví dụ như là ông bà nội, ông bà ngoại, đúng này. Giờ bố và mẹ, anh chị em của mẹ, giờ sau đó sẽ là chồng của chị, của mẹ, của bố, chẳng hạn, đúng này. Thì các em sẽ vẽ sơ đồ giống giống như vậy nhé. Giờ phần này các em sẽ làm tương tự nhé. Mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là câu phần số 2, tình cảm và sự gắn bó của em với họ hàng nội ngoại. Em hãy nói về những việc làm thể hiện tình cảm, sự gắn bó của bạn Hà và bạn An với họ hàng nội và ngoại. Nhưng mình sẽ quan sát hình, sau đó mình sẽ nói về những việc làm thể hiện tình cảm, sự gắn bó của bạn Hà và bạn An với họ hàng nội ngoại.
Như là hình số 1 thì mình thấy là bạn bạn Hà đang gọi điện cho ông, hỏi là ông bà có khỏe không. Còn hình số 2 là bạn An đi thăm dì đang bị ốm. Bạn An hỏi thăm sức khỏe là hôm nay dì đỡ đau chưa ạ. Giờ tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 là bạn Hà đang nhường phòng ngủ của mình cho các em của mình. Các em họ đến chơi chơi ngủ qua đêm thì bạn Hà sẽ nhường phòng cho các em ngủ. Đúng không? Còn hình số 4 là An đang muốn mua quà để biếu cho ông bà. Giờ bạn này nói là mua gì làm quà biếu ông bà các chị nhỉ? Giờ như là câu hỏi này các em có thể trả lời như sao? Như là hình số 1 là bạn Hà gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông bà. Hình số 2 là An đi thăm dì đang bị ốm, quan tâm hỏi thăm sức khỏe của dì. Hình số 3 là Hà nhường phòng ngủ của mình cho các em. Và hình số 4 là An hiếu thảo của ông bà. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi, em đã làm gì để bày tỏ tình cảm, sự gắn bó với những người họ hàng nội ngoại của mình? Như giờ câu này các em có thể trả lời như sao? Như vậy là ví dụ như là em thường xuyên qua nhà họ hàng chơi, hỏi thăm sức khỏe, ăn cơm với cùng họ hàng, cùng họ hàng đi làm vườn giúp đỡ những công việc nhỏ, thỉnh thoảng em còn mang đồ ăn ngon qua nữa, mỗi lần họ hàng bị ốm em rất lo. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi hoạt động. Câu hỏi hoạt động 1, em sẽ ứng xử như thế nào nếu các bạn cho mỗi nếu các bạn cho mỗi tình huống đây dưới đây vì sao? Như câu số 1 người ta hỏi là em sẽ ứng xử như thế nào nếu em là các bạn cho mỗi tình huống dưới đây vì sao? Giờ bây giờ mình sẽ quan sát hình số 1 thì bạn này đang học bài và mẹ của bạn Nam nói là Nam ơi có bác Long ở quê ra chưa? Như vậy nếu là bạn này thì các em sẽ ứng xử như thế nào? Vì sao? Giờ tiếp theo là tình huống số 2. Tình huống số 2 thì bố của bạn này đang nói là tết này cả nhà mình về quê đón giao thừa với ông bà nhé. Nhưng mà bạn này thì trả lời bạn lại nói là bố ơi nhà mình ở lại Hà Nội xem pháo hoa giờ hôm sau về có được không. Như vậy nếu là các em là bạn gái trong tình huống này thì các em sẽ trả lời như thế này. Đúng này. Giờ câu số 2 thì mình hãy trao đổi trong nhóm cùng các bạn đóng vai xử lý tình huống. Như câu số 2 là các em sẽ tự đóng vai nhé. Hãy trả lời câu hỏi số 1 như sau. Như vậy câu số 1 thì các em có thể trả lời là tình huống 1 em sẽ câu hình tình huống 1 thì các em sẽ dừng việc đọc sách và ra chào họ bác. Hỏi thăm bác đi đường xa có mệt không? Mời bác ngồi xuống nghỉ ngơi, rót nước mời bác và ngồi nói chuyện với bác. Vì bác là họ hàng của em đã đi đường xa vất vả để lên thăm nhà, vì thế em càng thể hiện tình cảm với bác nhé. Còn tình huống 2 em sẽ về quê đón giao thừa của ông bà và phiên anh trai cũng vậy. Vì ông bà là người đã sinh ra bố mẹ, ở quê ông bà rất cô đơn, nhớ bố mẹ, nhớ cháu, nhất là những ngày lễ Tết. Vì vậy em nên thể hiện tình cảm yêu thương với ông bà nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp tục bài giảng nhé.
Giờ như vậy là các em sẽ ghi nhớ là em hãy yêu quý, quan tâm và giúp đỡ những người họ hàng nội ngoại của mình các bạn nhé. Như vậy là những người họ hàng thuộc họ nội họ ngoại chính là những người thân của mình, đúng không? Nên các em sẽ hãy yêu quý, quan tâm và giúp đỡ những người họ hàng nội ngoại của mình các bạn nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng dễ hiểu, bấm khích chia sẻ cho một bạn cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.